Một người đàn ông tại Trung Quốc đã treo thưởng hơn 32 tỷ đồng cho người tìm thấy chú chó thất lạc. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau đã khiến nhiều người phẫn nộ. Cụ thể, vào ngày 9 tháng 7, người đàn ông họ Dương sống tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đang thông báo tìm chú chó tên Thiên Lang bị lạc với các đặc điểm nhận dạng rất rõ ràng và mặc một chiếc áo màu đen có in dòng chữ Quân Khuyển Xuân Ngũ. Chủ nhân con vật cho biết Thiên Lang là một chú chó trong quân ngũ 8,5 tuổi đã về hưu. Chú chó này từng lập công lớn khi làm nhiệm vụ. Người này khẳng định ai nhìn thấy chú chó hãy liên lạc sớm nhất để nhận thưởng. Nếu cung cấp thông tin có giá trị sẽ được thưởng 2 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 6,4 tỷ đồng. Đặc biệt nếu Thiên Lang được tìm thấy và trả lại an toàn, người có công sẽ nhận về phần thưởng trị giá 10 triệu nhân dân tệ, tương đương 32,6 tỷ đồng. Trước món tiền treo thưởng hấp dẫn, nhiều người đã tham gia vào hoạt động tìm kiếm, các phương tiện truyền thông địa phương cũng vào cuộc. Tuy nhiên khi đến hỏi trung tâm nhận nuôi động vật hoang dã, thành phố Trịnh Châu, đội tìm kiếm đã phát hiện chú chó Thiên Lang đã được tìm thấy và chủ nhân đón về nhà. Điều khiến dư luận bức xúc là mặc dù công bố treo thưởng 10 triệu nhân dân tệ, nhưng thực tế người tìm được chú chó chỉ được trả 5.000 nhân dân tệ, tương đương 16,3 triệu đồng. Sau khi sự thật được phơi bày, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành động của chủ nhân con vật. Được biết đây không phải lần đầu tiên dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông báo chi khoản tiền khủng để tìm chó lạc. Vào năm 2015, một cụ bà 70 tuổi đã treo thưởng cả căn nhà trị giá 4 triệu nhân dân tệ ngay giữa thủ đô Bắc Kinh để tìm chú chó của mình. Thông báo được đăng tải đã tạo ra làn sóng tìm kiếm, nhiều người khẳng định sẽ tìm được con chó thất lạc, thậm chí còn bịa ra những manh mối sai lệch, thay đổi ngoại hình của những con chó khác để trông giống với con vật của bà Lưu.